Phẩm An Lạc Xuất Khá Quốc Gá Hai Hoàng Tộc Tranh Giành Nước Nyatakanang Rahala Upasamana Kệ Ngôn Pháp Cú Câu 197 Susukhang Wata Jiwama Verinesu Manusesu Piharama Averinu Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù giữa những người thù hận ta sống không hận thù Pháp Cú Câu 198 Susukhang Wata Jiwama Aturesu Anatura Aturesu Manusesu Piharama Anatura Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau Pháp Cú Câu 199 Susukhang Wata Jiwama Usukesu Anusuka Asukesu Manasesu Viharama Anusuka Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngự giữa hai hoàng tộc Thích Ca đề cập đến sự tranh chấp nước của quyến thuộc tương truyền rằng hai họ hoàng tộc Sakya và Koliya đã hiệp tác nhau đập một cái đập chuông để dẫn nước từ sông Rohini vào giữa hai thành Kapilavastu và Koliya và trồng trọt hoa màu trên những cánh đồng ở hai bên bờ sông đến tháng Jethamula tháng 6, 7 dương lịch năm ấy nhận thấy các vụ mùa bị thất nhiều hai bên nông dân hai bờ sông hợp nhau lại dân thành Koliya lên tiếng trước rằng nếu nước sông này dẫn nước chia đôi để tưới cả hai bên sông thì không đủ cho các vị lẫn cho bên tôi vụ mùa của chúng tôi sắp chín tới chỉ cần một lần tưới nữa thôi vậy các vị hãy dành trọn nước sông này cho chúng tôi sử dụng đi nhóm dân họ Thích cũng nói rằng sau khi các vị gặt lúa chín chất đầy kho lẫm rồi chẳng lẽ chúng tôi lại lấy vàng bạc ngọc bích ngọc tuyền và tiền bạc ra xách theo thúng rổ hoặc túi bao mà đi đến nhà các người vụ mùa của chúng tôi cũng chỉ cần một lần tưới nữa thôi vậy hãy nhường cả nước sông này cho chúng tôi nhất định không nhường được chúng tôi cũng không cho các vị lấy hết nước dòng sông này cuộc bàn luận đi đến nơi bế tắc một người đứng lên đánh đối phương người này đánh trả lại thế là cuộc xô xát bành trướng ra hai họ trong hoàng gia đánh nhau cùng với những lời lẽ bêu xấu nhau kịch liệt những người dòng Koliya nói này những người dân thành Kapila quách thú các người hãy dắt con cái đi đi những kẻ nào sống chung với em gái mình giống như chó nhà và chó rừng thì những voi ngựa khiên vũ khí mà những kẻ ấy có được sẽ làm gì được chúng tôi những người dòng Thích Ca cũng mắng lại rằng này các kẻ hủi các ngươi hãy dắt con cái đi đi những kẻ hủi khốn nạn vô hại giống như loài thú ở trên cây táo thì những voi ngựa khiên và vũ khí của những kẻ ấy làm gì được chúng tôi hai nhóm nông dân này đem câu chuyện tranh chấp này báo lên cho hai hoàng tộc biết tin các chiến sĩ Thích Ca lập tức nai nịt gọn gàng mang vũ khí ra đi và hét lớn rằng chúng ta sẽ biểu diễn tài nghệ của những người sống với em chị gái mình cho bọn chúng nó thấy các chiến sĩ Koliya cũng nai nịt gọn gàng mang vũ khí ra đi và thét lớn rằng chúng ta sẽ biểu diễn tài lực của những người cùi sống trên cây táo cho chúng nó thấy sáng hôm ấy Đức Bổn Sư quán xét thế gian theo thông lệ và nhìn thấy những quyến thuộc của ngài ngài tự nghĩ nếu ta không can thiệp thì những người này sẽ giết hại lẫn nhau ta phải đến đó mới được thế rồi ngài theo đường hư không đến đứng giữa dòng sông Rohini ngồi kiết già giữa hư không các quyến thuộc trông thấy Đức Bổn Sư liền ném vũ khí xuống đất và đảnh lễ ngài Đức Bổn Sư bàn hỏi mỗi bên rằng Tâu Đại Vương vì sao có cuộc tranh chấp này bạch ngài trẫm không được biết vậy thì ai biết bây giờ đây hai vua đáp có lẽ phó vương khi hai vị phó vương bị hỏi thì đáp là có lẽ quan tổng binh biết lần theo thứ tự từ trên xuống cuối cùng đến các nông dân họ đáp bạch ngài đây là cuộc tranh giành nước sông Rohini Đức Thế Tôn hỏi hai vị vua Tâu Đại Vương nước đáng giá bao nhiêu bạch ngài nước giá rẻ lắm Tâu Đại Vương các chiến sĩ sát đế lỵ giá bao nhiêu Bạch ngài, các chiến sĩ sắc đế lỵ giá rất cao. Thế thì, vì nước có giá trị rẻ như thế, lại đem đánh đổi bằng các chiến sĩ sắc đế lỵ, như vậy có thích đáng chăng? Mọi người đều im lặng, Đức Phật gọi hai vị vua đến phán rằng, Tâu Đại Vương, vì sao ngài lại làm như thế? Nếu hôm nay Như Lai không ngự đến đây, thì máu các ngươi nhuộm xuống dòng sông rồi.
các ngài đã làm điều không xứng đáng. Các ngài sống trong thù hận, trú trong ba pháp hận thù, còn Như Lai sống không thù hận. Các ngài sống trong tham ái, còn ta sống không tham ái. Nói rồi, ngài thuyết lên kệ ngôn như sau: vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Pháp Cú câu 197. Hạnh phúc thay, sống không thù hận giữa hận thù, giữa những người hận thù ta sống không hận thù. Pháp Cú câu 198. Hạnh phúc thay, ta sống mạnh khỏe giữa ốm đau, giữa những người bệnh tật ta sống không ốm đau. Pháp Cú câu 199. Hạnh phúc thay, ta sống không tham ái, giữa những người dục vọng ta sống không tham ái. Chú giải: Sukhang Sutthusukhang, sự an vui tốt đẹp. Đại ý của bài kệ này là những người cư sĩ tại gia không phải bậc xuất gia, sống bằng một nghề nào như y sĩ, hằng nói chúng ta sống an vui. Những người nào nghĩ chúng ta là những người không thù hận trong số những người thù hận với tâm hận thù, là những người không bệnh tật do không phiền não trong số những người bệnh tật là phiền não, là những người không tham ái tìm cầu ngũ dục, những người ấy có thể nói là hạnh phúc thay. Hai kệ ngôn sau cũng cùng chung một ý nghĩa như thế. Cuối thời pháp, nhiều người đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả Cẩn Đề: hai họ hoàng gia suýt giết nhau bởi tranh chút nước tưới hoa màu. Khi thương lửa nói lời ngon ngọt, lúc giận môi tìm lý lẽ sâu. Trước múa tay chân còn phải quấy, sau khoe gươm giáo hết đuôi đầu. Máu đào một giọt hơn ao nước, Phật giảng hòa ngay khỏi đời lâu. Giúp tích hòa giải gia tộc. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.